Sau khi giấu hết các sợi chỉ, bây giờ chúng ta bắt đầu viền cái phần khuy áo. Các bạn gầy mũi lên cho mình như thế này. Chúng ta sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nha mình. Sau khi móc xong hàng mũi đơn thứ nhất và để móc hàng thứ hai, trước khi móc hàng thứ hai, các bạn hãy đánh dấu cái phần mà chúng ta làm khuy ở đây. Ở mẫu áo này mình sẽ làm 4 cúc, nhưng mà mình chỉ cần 3 khuy, bởi vì khuy cuối cùng này thì mình sẽ khâu luôn vào đây và mình sẽ không cần khuy nữa. Và mình chỉ cần 3 khuy này. Và các bạn hãy đánh dấu chia đều cái phần chúng ta làm khuy ra, và các bạn đánh dấu ra như thế này để chúng ta bỏ ô trống làm khuy. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp hàng thứ hai. Các bạn sẽ quay ngược sản phẩm lại như thế này. Các bạn móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn. Sau đó các bạn tùy vào cái cúc của các bạn là nó to hay bé để các bạn để phần khuy. Nếu cúc của các bạn to thì các bạn làm cái khuy to. Còn nếu cúc nhỏ như cái cúc của mình thì mình chỉ cần 3 móc xích thôi. Các bạn móc 3 móc xích. 1, 2, 3. Các bạn bỏ qua 1, 2 ô kế tiếp. Các bạn bỏ qua hai chân kế tiếp, 1, 2, 3, và móc vào chân thứ 3, một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi đơn. Và đến phần chúng ta đánh dấu ở đây, các bạn lại móc 3 móc xích. 1, 2, 3. Và các bạn bỏ qua 1, 2, móc vào chân thứ 3, một mũi đơn. Những chân kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi đơn. Đến phần đánh dấu này, các bạn lại móc 3 móc xích, 1, 2, 3, và bỏ qua hai chân kế tiếp, 1, 2, và móc một chân thứ 3 này một mũi đơn. Những chân còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi đơn. Đến cuối hàng này, các bạn móc lên một móc xích. Rồi các bạn quay ngược sản phẩm lại.
Ở hàng này các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi đơn. Và đến phần dây móc xích này, các bạn sẽ móc vào đây hai mũi đơn và tiếp theo là mỗi chân một mũi đơn. Đến cái dây móc xích này các bạn lại móc hai mũi đơn vào cái đây. Ở hàng dưới chúng ta bỏ qua hai mũi đơn và hàng trên chúng ta lại móc vào đây hai mũi đơn. 1 2 Tiếp theo mỗi chân một mũi đơn. Đến đây các bạn lại móc hai mũi đơn vào đây, 1 2. Và cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi trượt. Các bạn hãy trượt thêm một mũi nữa. Sau đó chúng ta cắt len. Các bạn sẽ khâu cúc vào đây. Ở cái cúc cuối cùng này chúng ta sẽ không cần có khuy mà chúng ta khâu vào đây luôn. Và tiếp theo mỗi khuy chúng ta khâu vào đây. Ở đây nó có những cái đường đánh dấu ở đây. Vì vậy chúng ta cứ theo cái đường này mà khâu. Các bạn khâu vào như thế này cho mình. Ở cái phần khâu cúc này mình nghĩ là bạn nào cũng biết khâu rồi cho nên mình sẽ không hướng dẫn khâu cúc nữa. Các bạn sẽ tự khâu vào. Và giấu hết cái đường chỉ thừa này đi cho mình. Vậy là đã xong phần làm khuy. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần trang trí. Đây là phần khuy và cúc sau khi mình đã khâu xong như thế này. Ở chiếc cúc cuối cùng chúng ta không làm khuy và chúng ta khâu hẳn vào đây luôn. Và đây là đằng sau cái phần thân váy của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trang trí cái phần eo và cái phần khâu kết hoa ở eo váy. Các bạn hãy móc cho mình một cái dây móc xích.
Ở đây mình không thể nói cụ thể là bao nhiêu bởi vì là nó còn phụ thuộc vào cái áo của các bạn size to hay bé. Các bạn hãy móc cho đủ một vòng vòng quanh cái phần eo này. Sau đó các bạn luồn vào như vậy. Ở phần các bạn để thừa ra ở phần sau này. Chừng 30 cm, 30 tới 35 cm. Để chúng ta làm bông hoa như thế này. Ở đây mình đã làm sẵn một bông và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bông còn lại. Cái phần dây móc xích này, các bạn móc đủ một vòng eo, sau đó thừa ra từ 30 tới 35 cm tùy các bạn thích để buộc cái phần lơ này nó dài hay ngắn. Nếu các bạn thích làm cái lơ này ngắn thì các bạn làm cái đoạn dây thừa này ít đi. Còn nếu như các bạn thích làm dài để cho nó rủ xuống. Các bạn thích làm dài cho nó rủ như thế này thì các bạn để dài tầm 35 cm là vừa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm lốt bông hoa còn lại. Với cái cách làm bông hoa này, nếu như bạn nào mà ngại khâu thì thường là người ta hay dùng keo. Dùng keo để dán thì nó nhanh hơn. Nhưng mà mình thì mình không có thích làm keo. Mình sẽ dùng kim khâu. Ở đây này, mình sẽ dùng kim khâu hoàn toàn, mình không dùng keo. Các bạn dùng hai cái đầu chỉ thừa này. Nó mất thời gian một chút nhưng mà nó sẽ bền và đẹp hơn. Các bạn buộc vào bên nhau như thế này. Thường là mình thấy người ta hay dùng keo nhiều hơn. Sau đó cái đầu dây móc xích này. Ở đây cái dây móc xích này mình dùng cái len mưu bò. Mình không dùng len Vĩnh Thịnh. Tại vì cái len Vĩnh Thịnh nó cho dù đã chập 6, 3 lần là 6 sợi nhỏ nhưng nó vẫn không chắc. Cái len này nó sẽ chắc hơn. Các bạn làm như vậy thì không bao giờ sợ nó đứt. Bình thường chúng ta làm rất là dễ. Ở đây mình quay mình ngồi ở cái tư thế nó không được thoải mái lắm. Cho nên làm các bạn sẽ nhìn nó không có vẻ như hơi khó nhưng thực chất nó không khó chút nào. Sau khi các bạn buộc vào như thế này, cái đầu sợi len thừa này các bạn cuốn hết vào trong. Sau đó chúng ta dùng kim khâu len để khâu chúng lại.
chúng ta hãy dùng kim khâu len khâu như thế này. Các bạn xuyên từ dưới này lên để giấu cái mối chỉ. Ở đây các bạn khâu theo những cái chân mũi này, nó có từng những chân mũi như thế này và các bạn sẽ khâu theo như vậy thì nó sẽ không bị lộ. Các bạn lưu ý khi khâu các bạn xỏ đúng vào cái chân mũi. Như vậy thì cái sợi chỉ của chúng ta nó sẽ không bị lộ. Đến cái đoạn giữa có cái dây móc xích này, các bạn có thể xuyên qua cả cái dây móc xích cũng không sao. Mình đã khâu xong một cánh, các bạn thấy đấy, cái mũi kim của chúng ta nó không bị hở. Cánh hoa của ta chúng ta cũng rất là đẹp. Ở đây có cái dây móc xích cho nên mình phải đưa qua mấy lần để cho nó cố định lại cái dây cho nó. Thank you.
Các bạn nhìn kỹ nhé, mình xuyên kim qua đúng cái chân mũi này, sau đó gầy lên cái chân mũi bên này. Ở cái phần giữa hai cánh hoa này, các bạn thít cái sợi len cho nó chặt để cho nó thành cái cánh cho nó rõ. Các bạn không như vậy cho đến hết những phần còn lại cho mình. Khâu đến đây là chúng ta đã khâu xong. Ở đây mình còn thừa một ít chỉ, mình không muốn rứt thì mình sẽ khâu ở đây, nó càng chắc thêm. Những cái đồ làm cho bé thường là mình làm rất là tỉ mỉ, từ những cái hạt chai này mình đều phải khâu đi khâu lại để cho nó khỏi bị rụng ra.
Như vậy là đã rất chắc rồi. Các bạn cũng không cần phải thắt nút nữa. Vậy là chúng ta đã làm xong phần bông hoa. Chúng ta đã trang trí xong phần cái dây lơ ở eo của váy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết hoa ở phần cổ của váy. Phần trang trí ở cái eo của váy, cái dây lơ của chúng ta đã để lệch sang một bên. Vì vậy ở cái cổ của chúng ta cũng phải để lệch sang một bên như thế này. Các bạn xếp để đúng với vị trí mà mình cảm thấy ưng nhất. Sau đó chúng ta, các bạn nếu sợ nhầm, các bạn có thể dùng bút để đánh dấu nó lại. Ở đây, bông hoa các bạn để đây, các bạn có thể đánh dấu lại là giữa bông hoa ở chỗ này như thế này. Bông tiếp theo. Khi các bạn đánh dấu như thế này rồi, các bạn chỉ cần đặt bông hoa vào. Như vậy các bạn khâu nó sẽ không bị sai cái vị trí mà chúng ta cần. Về phần khâu, mình nghĩ là bạn nào cũng biết khâu, bởi vì đây chỉ là khâu thông thường thôi, cho nên mình sẽ không hướng dẫn nữa. Các bạn tước cái sợi chỉ ra như thế này, tước cái sợi len ra, sau đó dùng kim khâu len khâu vào đây. Các bạn nên nhớ khi khâu những cánh hoa này, các bạn cũng đâm đúng vào cái chân, đâm đúng vào cái chân của cánh hoa như thế này thì cánh hoa nó sẽ phồng. Các bạn xuyên qua cái chân của cánh hoa, chứ các bạn không được khâu vào đây. Các bạn khâu vào đây thì cái cánh hoa nó sẽ bị bẹp xuống. Nếu các bạn khâu theo cái đường của cái cánh hoa này thì cánh hoa nó sẽ phồng lên và nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ khâu thử một bông để cho các bạn nhìn nhá. Đây là chỗ bạn này chúng ta đánh dấu. Các bạn xuyên qua giữa bông hoa như thế này để chúng ta cố định bông hoa vào đúng cái chỗ mà chúng ta định khâu.
Các bạn nhìn đây, đây là chỗ chúng ta đánh dấu đây. Như vậy là bông hoa của chúng ta đã cố định vào cái chỗ chúng ta đánh dấu như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ khâu các cánh hoa để cho những cái đường chỉ của chúng ta nó không bị lộ. Các bạn luồn kim lên đây. Nó sẽ không lộ ở đằng sau. Các bạn nhìn mình khâu nhé, các bạn xỏ đúng vào cái chân của cái mũi móc như thế này. Các bạn xỏ đúng vào cái chân mũi móc thì nó sẽ không bị lộ mà cái cánh hoa nó cũng đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy, mình khâu cái cánh hoa của mình nó rất là phồng. Những cánh còn lại các bạn cũng khâu như vậy. Sau khi đính hoa xong, và đây là sản phẩm của chúng ta. Ở trước váy này, mình có làm khác trước váy mẫu đầu tiên một chút. Trước đầu tiên mình móc không có hướng dẫn, cũng không theo chát, vì vậy là mình móc tự nhiên theo cảm hứng của mình. Và cũng có phần nó chưa được hoàn chỉnh lắm, cho nên đến trước thứ hai này mình có làm khác đi một chút. Ở phần eo, phần eo mình có làm phần dây lơ này, mình có làm cao hơn một hàng. Và cái phần nối eo mình cũng làm khác đi, nó không giống với cái phần váy trước. Ở phần kết hoa mình cũng kết khác đi một chút. Và đây là đằng sau chiếc váy của chúng ta.
Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc mẫu váy cổ tròn cho bé. Ở mẫu váy này, tuy là một hướng dẫn nhưng mình có hướng dẫn cho các bạn móc đủ các size cho các bé từ 1 cho đến 7 hoặc 8 tuổi. Với hướng dẫn này các bạn có thể móc theo được. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở video sau.